Dạ con xin được chào ông ạ. Ông ơi, bữa nay con đến thì bà đi đâu rồi ông? Bà đi làm. Ông nằm ở nhà có ngon hả? Rồi cho ông ăn gì chưa? Rồi, bà về, bà cho ông đi rồi. Dạ vậy là bà đi làm rồi về cho ông ăn rồi mới đi nữa hả? Năm giờ bà mới về. Dạ. Chiều bà mới về. Rồi ông ăn no chưa? Ăn no rồi. Con cũng đến đây á, thì mỗi ngày thì vợ con chăm sóc, nhưng bởi vì hai vợ chồng cũng cần chi phí nên bà phải đi làm. Thì con đến nơi đây thì không có bà ở nhà, chỉ có ông mà thôi. Thì thưa với ông mà ngày hôm nay có sự trợ duyên, cái tình thương của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ. Xin gửi cho ông là 300.000 để cho ông có tiền ông mua gạo ông ăn nha ông. Con cũng đến nơi đây thì con xin được trao tặng 300.000 cho ông nha. Nè bây giờ ông cầm nha ông. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn hai vợ chồng bên Mỹ. Giờ phải phụ hộ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cái này là cái tình thương của cô chú Trần Mậu Hưng á ông. Xin cảm ơn trời Phật phù hộ cho có tiền từ thiện cho những người như tôi. Cảm ơn cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ. Cảm ơn hai anh chồng Trần Mậu Hưng để nhờ Phật phù hộ qua Tam Bồ Đề đều là lần tới để giữ lúc đi ra có tiền từ thiện chứ từ thiện những người như tôi. Chồng cô chú Trần Mậu Hưng dù ở nơi xa vẫn trợ duyên và giúp đỡ cho hoàn cảnh của ông. Con cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng rất nhiều. Chúc cho vợ chồng cô chú luôn được bình an để giúp đỡ những hoàn cảnh già, những người bệnh tật trong cuộc sống này. Cảm tạ công đức lành của vợ chồng cô chú rất là nhiều. Giúp bác này, bác này. Dạ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ông ơi, con cũng chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ, con chào ông ạ. Ông để cho tiền mua gạo ông ăn nha. Cảm ơn. Này ngày mai. Để ngày mai gửi cho ta một thuốc. Dạ, chị. Rồi, con chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Con chào ông. Dạ, con chào ông, con về. Cảm ơn em. Dạ, dạ ông. Cảm ơn gì. Con chào ông mà. Cảm ơn. Dạ, ngày trước con có đến với hoàn cảnh của bà. Thì ngày hôm nay có đủ cái duyên thì con cũng quay trở lại ngôi nhà yêu thương của bà để trao duyên lành, tặng món quà tình thương cho bà. Thì ngày hôm nay có một cái chút ít tình thương của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ. Thưa bà, dù ở nơi xa mà vợ chồng cô chú cũng dành cái món quà chia sẻ tình thương cho bà, có một chút ít tiền mua gạo bà ăn. Thì có 300.000 con xin trao tặng cho bà nha. Tiền này là của cô chú Trần Mậu Hưng á bà. Rồi 300.000 nè bà, cô chú tặng cho bà để bà mua gạo ăn á. Cảm ơn cô chú Mậu Hưng. Cảm ơn cô chú Trần Mậu Hưng rất nhiều. Nam mô Phật.
xin cảm ơn anh chị Trần Hữu Hưng. Bao lần con nói là vừa rồi nó mới xuống xuống ba má. Dạ. Ở vậy nằm hồi nãy giờ nó nói với con ấy, con ơi với bà với Phật với ông với bà giá tâm lên bà đỡ rồi của tâm hậu nguyện á là cho con em được được thấy được được thấy được cho nằm cho thấy được được giao giao con đặng được điện hãy cho em ba tết á cái tết á cũng vô về trong này đã rồi giờ em bây giờ hãy tôi nữa như mất bỏ bỏ con tôi lại bỏ giờ khổ con cũng đến đây chào cho bà cũng lớn tuổi sức với tuổi già nhận được cái món quà tình thương của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng dù ở nơi xa nhưng vẫn gửi quà về cho bà. Con cũng cảm tạ công đức lành của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng rất nhiều. Chúc cho vợ chồng cô chú luôn được bình an và nhiều sức khỏe, chia sẻ với những hoàn cảnh cụ già trong cuộc sống này. Rồi, cảm ơn vợ chồng cô chú rất là nhiều luôn. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Rồi, con chào hả? Con chào gia đình. Dạ. Được chào bà. Thì hôm nay đủ duyên lành thì có vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ á bà, dù ở nơi xa nhưng cũng gửi tặng cho bà trong hoàn cảnh cũng lớn tuổi, bà đi bán vé số, cái số tiền là 300.000 để chia sẻ cái tình thương cho bà để bà có tiền mua gạo bà ăn. Dạ, con có mang đến nơi đây cái số tiền của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng tặng cho bà á bà, 300.000. Dạ, cảm ơn cô chú Trần Mậu Hưng cho tôi số tiền đây để cho tôi mùa Covid này cho đỡ khỏe, cho khỏe một chút có tiền để mà mua gạo mua đồ ăn. Thì tôi cũng cảm ơn cô, chúc cô nghe mạnh giỏi bình an khỏe mạnh về giàu sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Bữa nay bà bán hết sớm hả? Nó bán hết sớm, bán hết trường học của chú. Dạ. Dạ. Ngày hôm nay con cũng mang cái số tiền 300.000 này của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ tặng cho bà, cũng cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm. Có được 300.000 này cũng chia sẻ cho bà có tiền mua gạo ăn. Dạ. Dạ, cũng cảm ơn cô với lại chú cũng tốt. Cảm ơn tất cả hết ở bên Mỹ đó. Cảm ơn. Dạ. Giờ già cũng không có biết cái gì. Thôi giờ cũng cảm ơn cô chú ở bên Mỹ giúp đỡ cho tôi cũng cảm ơn nhiều. Nếu quý vị ở trong một cái căn nhà nhỏ nhỏ, hôm nay bà nhận quà bà vui không? Vui ạ. Hôm nay nhận quà vui. Để mua gạo ăn cho các cô cho vui. Một hộp. Yeah. Bây giờ già không có biết nói cái gì hơn nữa. Yeah. Đây à, được sự trợ duyên của vợ chồng cô chú tặng cho bà cái ít tiền để bà cũng mua gạo ăn. Cảm ơn gia đình cô chú Trần Mậu Hưng nhiều lắm. Chúc cho vợ chồng cô chú muôn đời được bình an để chia sẻ những hoàn cảnh các cụ già trong cuộc sống, để một chút ít cho các cụ có tiền mua gạo sinh sống qua ngày. Dạ, con cũng chúc bà sống vui sống khỏe nha bà. Dạ. Yeah.
tôi cũng cảm ơn lắm. Cảm ơn vợ chồng cô chú chồng hơn rất nhiều. Rồi, con cho chúc bà luôn nhiều sức khỏe nha bà. Con chào bà nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà. Dạ, ông ơi, con xin được chào ông mà. Nay đủ cái duyên á ông, thì có món quà tình thương của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ á ông. Dù ở nơi xa, gỡ cái chút yêu thương về với ông trong lúc ông lớn tuổi mà để đường tiêu hóa ở bên ngoài. Dạ, ông đã lớn tuổi rồi, để đường tiêu hóa bên ngoài. Nay vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng có chút yêu thương gửi tặng cho ông, đó chính là số tiền 300.000 chia sẻ ông trong lúc tuổi già nha ông. 300.000 tiền của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng á ông. Ông gửi lời gì cho vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng không ông? Con là thăm vợ chồng cô chú. Cảm ơn vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng. Chúc vợ chồng cô chú nhiều sức khỏe. Dạ, ngày hôm nay trong lúc hoàn cảnh ông bị bệnh, từ sáng giờ ông ăn gì chưa? Ăn cháo rồi. Nấu cháo ăn với nước tương cho đâu có gì đâu à. Cái bọc đó mỗi ngày ông cũng tự làm hả? Tự làm cho tôi để loại ra dơ lắm. Tối không có ngủ được không? Ngủ ít lắm, trời lạnh nhất chứ lắm ngủ không có được. Không lạnh thì bớt nhất mà lạnh nhất chứ lắm. Đến trao quà cho ông thì cảm tạ công đức lành của vợ chồng cô chú rất là nhiều. Chúc cho vợ chồng cô chú nhiều bình an, nhiều sức khỏe để giúp cho các cụ về già có được tiền nhiều. Dạ, con chào ông ạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, ngày hôm nay con lại quay trở lại ngôi nhà yêu thương của bà. Bà ơi, bà có khỏe không? Khỏe. Dạ, con xin chào bà. Nay đủ cái duyên lành nên có món quà tình thương của vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng xin được giúp gửi tặng bà. Cái số tiền là 300.000 đó bà. Để bà có tiền bà mua gạo bà ăn. Con xin trao tặng cho bà 300.000 của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng cho bà. Dạ. Bà cũng cảm ơn vợ chồng của Mậu Hưng cho bà được số tiền, bà cũng mừng. Bà cũng cảm ơn ở xa mà cũng còn biết nhớ bà già, thành ra không có lấy gì. Cảm ơn thôi. Giờ Hôm nay vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng gửi tặng cho bà tiền, bà mua gạo bà ăn bà vui không? Vui, cảm ơn vợ chồng Mậu Hưng cho bà già mừng lắm. Bà già cảm ơn chứ còn không biết cái gì mà giờ nói được ở nhiều hết. Mô Phật. Dạ, trong một cái căn nhà nho nhỏ. Mọi buổi tối bà ngủ được không bà?
ngủ lắm rồi cậu ơi. Rồi con đến đây con trao tặng món quà tình thương của vợ chồng cô chú xong rồi để giúp cho bà rồi. Con chào bà, con về nha.